Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, quay trở lại video của Hiểu ngày hôm nay. Hôm nay xin gửi đến toàn thể mọi người một câu chuyện cũng rất là đặc biệt. Câu chuyện của một cô gái bị bệnh tâm thần sống tại nhà hoang với cha dượng. Thì gần đây cô gái có sinh một đứa bé rất là kháu khỉnh. Có nhiều cái ý kiến cho rằng cái người con này chính là người con của cha dượng. Thì người cha dượng thì nói rằng con gái của mình bị hiếp. Thì cái sự thật, cái câu chuyện nó như thế nào? Xin nhắn gửi đến toàn thể quý vị, nếu ai gặp khó khăn trong cuộc sống, nếu ai gặp bất bình trong xã hội, cần giúp đỡ thì hãy liên hệ với anh em mình qua số điện thoại trên màn hình. Anh em mình sẽ giúp đỡ một cách nhiệt tình và miễn phí. Còn bây giờ xin mời toàn thể quý vị các bạn cùng lắng nghe chi tiết câu chuyện ngày hôm nay. Bên Huy Hùng có bán nước cốt nhàu ở nhà tự làm, ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này, Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Thì mấy ngày nay trên cộng đồng mạng, quay cộng đồng mạng là anh cũng chia sẻ về cái vụ đó. Hình như là anh bữa anh đi xét nghiệm rồi hả? Xét nghiệm chưa? Chưa. Sao ai nói là anh đi xét nghiệm ADN với em bé mà để minh hoan cho anh? Không có, hội phụ nữ á. Hội phụ nữ người ta nói vậy thôi. Xuống đây người ta cho mình biết, người ta lên tiếng là người ta nói á, nếu mà cho quay á là hả xét nghiệm đứa bé á, chị mới nói là hả nếu muốn xét nghiệm á thì xét nghiệm. Ví dụ ổng có á thì hả tội ổng dám ổng chịu, còn không có thì thôi liên quan cho ổng chứ không gì. Nhưng mà hả phải chi mà chị thưa chị gửi hay chị nhờ qua hả ở xã. Thôi mình đừng nhắc gì tới vấn đề chính quyền. Ví dụ như vậy đó. Sơ thôi. Còn cái này chị không có mà hả đòi xét nghiệm thì hả cái đó thôi. Chứ bây giờ hỏi chứ một mình ảnh mạnh mà ảnh nuôi tới ba người. Đó mà không cho quay thì sao mà tiền đâu bé nó uống sữa. Đó. Chứ hả đâu phải ảnh hả bậy bạ hay này kia cho nọ ảnh sợ. Đó. Ủa vậy là chứ không phải là cộng đồng mạng người ta muốn anh hay là phụ nữ ở xã người ta nói vậy hả? Phụ nữ ở xã người ta nói. Không, ta nói chứ người ta không phải kêu. Ý là người ta nói vậy thôi chứ người ta không bắt ép mình. Đó là cái ý kiến của người ta thôi chứ mình cũng không có, người ta cũng có cái quan điểm riêng, mình cũng đừng có đụng chạm gì tới chứ. Anh muốn đi xét nghiệm ADN thì tụi em mới hỏi chứ không có thật sự là. Còn ở đây tôi nói bữa chị nói với nhỏ phụ nữ, chị nói cưng thấy không có mình ảnh à, hồi đó chị với ảnh mần mà nuôi mình mẹ nó mà nuôi còn không nổi nhà tuổi còn dách dưới mà bây giờ hả mẹ nó có con rồi, vợ già nữa là một mình ảnh mà mần nuôi tới ba người. Nó mới hỏi chị là giờ chị mong muốn cái gì, chị mới nói thì giờ chị mong muốn hả cộng đồng mạng thương cho cháu hả được miếng sữa đặng nó no hả đặng nó sống hả qua ngày tới nó lớn, chứ chị đâu có mong muốn làm giàu làm có gì được. Đó tại hả chị cho quay thì cũng tội nghiệp cho đứa bé, hỏi vậy con người ta cũng ra đời mà người ta đâu có tình trạng này, còn cháu mình sao mà vậy. Chứ cộng đồng mạng nói chung người ta thấy kiểu như nhỏ đó hứa vậy mà ổng cho quay thôi, khúc đó mà thôi không sao đâu. Thì nói chung thì trước hết anh chị ở đâu cũng vậy thôi, mình cũng phải tôn trọng cái chính quyền địa phương nhá. Thì ở đây ông đấy người ta đâu có nói để gì. Em nói hết lời đáng. Mình ở đâu mình cũng tôn trọng cái chính quyền địa phương và pháp luật nhá. Thì nói chung là mình khó khăn gì thì mình cứ nhờ vả người ta giúp được cái gì người ta giúp, hiểu không ha? Thì ha ý là chính quyền ở đây, tại vì là bé Hường thì cũng là bên phụ nữ thì nói chung là họ giúp được cái gì thì mình mừng thôi ha, thì mình cứ nhờ vả người ta giúp nhá, cũng không có gì đâu. Dạ dạ dạ. Thì bên hội phụ nữ người ta nói không, tại vì những cái trường hợp này thì thường là bên hội phụ nữ người ta sẽ hỗ trợ, người ta sẽ ấy cho mình, tư vấn cho mình nhá, tư vấn cho mình. Mình biết như vậy thì thôi không sao đâu, kể ở đâu người ta muốn tốt cho mình thôi mà. Với tao có xuống tao cho tiền nữa. Dạ. Thì ở đâu cũng muốn tốt thôi chứ đâu ai mà mình muốn hại anh chị cho tiền gì hả? Ta chỉ nói vậy thôi chứ đâu có gì đâu. Người ta cũng nói vậy thôi, người ta góp ý cho mình thôi. Tao góp ý. Chợ trên nhà thương kia hả, tới mà hộ lý mà rồi còn hả thương. Mạnh người nào nó hả cứ hả chạy vô chạy ra hỏi thăm. Nói chung là quan trọng là chị thôi, chị tin tưởng là được rồi đúng không? Nói chung là hồi nãy chị kể chuyện với Hường đi sinh á thì thật sự nó giống như bộ phim. Nó phải là đóng hình cũng bộ phim đấy, tại vì người mẹ tâm thần mà. Hôm đó anh có đi không?
Hả? Hôm nay anh có đi không? Đi đâu? Đưa bé đi sinh là có ở trên đó luôn đúng không? Có. Cái nhà chồng hốt đi mà. Cái nhà chỉ có hai chồng à. Mình chở đi bằng xe gì? Xe đi. Dạ. Xe du lịch đi ha. Anh nói thiệt em à. Nó nằm bệnh viện 3 ngày về ha. Mà một tuần sau mà anh nhớ lại anh còn ám ảnh. Đúng rồi, bệnh viện nó cực. Nó khó khăn lắm. Xách xe lôi đó đó là chở con bé Hường đi khám thai bằng xe lôi. Chở ngồi lên xe. Hỏi hết cái bệnh viện vô. Đi tới bệnh viện mà ta còn sợ. Ta là chuyện này là chuyện này xách xe lôi đi mới lạ. Xe máy. Rồi giờ vô trỏng đâu có gửi xe đâu. Không ý là chở bằng xe máy của anh á. Không được, tại vì nó có cái cục mà anh sao. Anh cái mọt rồi hả? Ờ, cái cục mọt rồi sao. Nó đâu có biết ngồi. Nó đâu phải người ta mà biết ngồi xe rồi đâu. Nhưng mà chạy xe lôi vậy mà phải có người giữ nó chứ không. Có. Nguy hiểm chứ. Chị ngồi chị ôm nó. Nói chung là bữa giờ anh cũng vất vả mà cũng nghe oan ức ha. Thấy cảm giác làm sao? Thì... nói trắng ra thì tại vì người ta không biết người ta nói mình vậy thôi, người ta nói là nói chứ mình bây giờ hiện tại mình lo kiếm cái chén cơm mình đi. Dạ. Ta muốn nói gì ta nói gì. Không, ta không hiểu. Em không biết, bữa trước em tưởng là anh đi xét nghiệm ADN rồi chứ. Đâu có. Chưa hả? Nhưng mà bữa trước thấy trên cộng đồng mạng nói là hai cha con, hai ông cháu chứ quên, hai cha con đi xét nghiệm ADN là nó ra ngay hả? Như bây giờ mà người ta yêu cầu anh xét nghiệm, anh có xét nghiệm không? Có dám xét nghiệm không? Dám. Dạ, anh làm gì anh dám? Dạ. Ừ. Đã anh nói trước rồi, anh đâu có sợ đâu. Anh không làm anh không sợ. Không. Dạ. Anh không làm gì anh không sợ. Nhưng mà nếu mà anh có nghĩ là mình có nên làm để mình minh oan cho mình không? Để cho không người ta hiểu lầm về mình nhé. Nếu mà làm thì làm chứ đâu có gì ăn thua gì đâu. Làm cũng làm, chị đồng ý không? Chứ đâu có gì đâu. Trời đất ơi, cái đó hả thì hả quyền của ổng. Dạ. Chứ thí dụ ổng muốn thì ổng muốn, mà ổng không muốn thì ổng không muốn, chứ chị cũng đâu có cản được. Có nghĩa là anh là sẵn sàng làm luôn. Tại vì cũng có em cũng có tìm hiểu câu chuyện này thì em cũng thấy cũng có nhiều ý kiến đó. Người ta kêu là có, em nói thẳng với anh đừng buồn nhá. Người ta kêu là nhiều khi là con của cha dượng rồi thế này thế kia. Đúng rồi. Ý là anh có nghe mà đúng không? Chị cũng có nghe đúng không? Đó. Nói chung ai cũng đánh vào tâm lý, vào phản đối. Yeah. Ai cũng vậy thôi. Nhưng mà nếu mà mình mà không phải thì mình cũng minh oan cho mình cho nó đỡ oan ức. Chứ nhiều khi cái nỗi oan này nó sẽ theo anh suốt. Thế đó là cái tâm lý. Anh này anh không sợ người này người kia, ta nói gì ta nói. Mới lại em cũng có nghe nhiều ý kiến là nếu như mà thật sự mà bé Hường này mà ở đây là nói anh chị đừng có buồn em nhé. Ý này em nói theo ý kiến của cộng đồng mạng nhé. Người ta bảo nếu ví dụ như mà đúng mà không phải là con, ví dụ như là không phải là con của anh á, là bé Hường bị ham hiếp thật á, thì rất là nhiều người sẽ ủng hộ cho bé Hà My này là con của bé Hường, sẽ nhận được. Bây giờ nhiều kiểu người ta cũng muốn hỗ trợ nhưng mà người ta cũng kiểu 50-50 á. Đang nghi ngờ. Đúng rồi, người ta nghi ngờ là con của ông thì ông nuôi. Đúng rồi. Đó, đó em nói chuyện thẳng thắn nha anh chị, đừng có buồn nhé. Thì Lâm chị cũng vậy. Yeah. Ví dụ bây giờ cái người xa lạ đi mà người ta chị đặt trường hợp chị cũng phải như cái người đó như vậy, nói thẳng là vậy. Chứ trên cộng đồng mạng người ta nói vậy mình buồn đâu có phải, đâu có đúng. Ủa Lâm ai cũng đánh vào cái tâm lý vậy. Hả? Tại vì bé Hà My này cũng rất nhiều người thương á. Tại vì mẹ bé như vậy á, hiểu không? Đó nên bây giờ vô cái hoàn cảnh nó chơi trêu vậy cũng khổ. Bởi vậy đâu bữa... có gì đâu, đối với anh. Dạ. Muốn thử là thử. Tại vì anh nói trước mà muốn thử thì thử rồi. Nếu vậy không bây giờ đâu có ngán gì đâu. Nếu vậy không bây giờ anh thử luôn đi để anh minh oan cho anh. Cũng như là anh chứng minh cho cộng đồng mạng, cũng như là để cho bé Hà My đỡ. Ý là mình nói thật ra nhá, là mình sống vì cái, đúng rồi, gọi là cái tình. Nhưng mà nhiều khi cũng để tội cho bé. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng, hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng, hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Mà cũng qua cho anh. Nói chung là ai hiểu cái ý, giống như anh hiểu được ý của em thì anh sẽ hiểu. Không có nhiều người, người ta lại nhiều hiểu sai, người ta kêu là cuộc sống đang yên ổn tự nhiên đi làm vậy làm gì, rồi ảnh hưởng tới bé thế này thế kia. Nhưng mà chính cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Đó, nhưng mà bây giờ không làm nhiều khi sau này lại mang tướng cho anh là một, cho bé là hai.
Nếu vậy không bao giờ anh đi thử luôn đi cho người ta biết, chứng minh cho người ta biết. Ừ. Nó thiệt. Đúng rồi. Nhưng mà thử nó cũng tốn tiền đấy. Tốn tiền cộng đồng mạng người ta cũng nói nếu mà còn mấy triệu ấy. Có ấy thì người ta ủng hộ tiền cho đi thử. Yeah. Chị cũng nghe qua như vậy đó. Cái này thật sự chị không biết vào cái bản đó là ai lo đồng tiền đúng không, nhưng mà chị nghe là trên cộng đồng mạng người ta nói thí dụ như vậy đó, cô bác người ta cũng gom góp lại. Yeah. Đó người ta cho số tiền rồi xong hả mình đi thử. Không, cái đó là tùy anh Long quyết định thôi, chứ còn cái này là quyền của anh thôi, chứ anh không muốn thử cũng chẳng ai bắt em được. Đúng rồi. Không ai bắt anh được, bất cứ ai không bắt anh được. Cái này thì chị với ảnh cứ bàn bạc đi rồi. Không, nhưng mà theo cái quan điểm cá nhân thì em nghĩ nếu mà thật sự nếu mà anh không làm thì anh cũng chẳng có gì sợ hết. Đúng rồi, anh đâu có sợ đâu. Không có sợ, mình để mình có nào, có nào anh nói anh sợ đâu. Nếu mà anh sợ anh đâu có cho YouTuber quay đâu. Đúng rồi. Anh sẽ chặn lúc đầu rồi. Nghĩa nói thẳng ra vậy. Đúng. Anh nói vậy, cứ nghĩ đúng đúng. Rồi. Chứ không ai thì kéo lại quay. Đâu ai mà để kéo dài dây dẫn đâu. Làm gì. Nhưng mà bây giờ nhiều khi nói bằng lời người ta cũng không tin. Cộng đồng mạng nó ngộ vậy đó. Tại vì ngay bản thân em cũng nhận được rất nhiều ý kiến. Kêu là chúng đó con bé nó tội lắm. Rồi chúng nó xem có giúp đỡ tiền sữa, tiền gì cho bé được hay không. Nhưng cũng có nhiều người người ta cũng nói là thôi. Con ông thì ông nuôi chứ. Mắc gì. Hiểu không? Nhiều khi em nói hơi thật. Nhưng mà ý là ý kiến của người ta như vậy nên em chia sẻ như thế. Thôi anh này nè, không phải tôi nói tốt cho ổng, nói ở đây cô bác đều á cho cộng đồng mạng cũng nghe. Ổng thường nói, ổng nói á, ổng coi á, ổng thấy mà mấy người mà hiếp dâm hiếp đồ ổng ghét lắm. Ổng nói mấy thằng đó tao phải đóng lòng á, mà hả tao nấu nước sôi tao đổ từ trên tao đổ xuống cho nó chết, chứ tao không có giết cho nó chết một lần mà. Đó, ổng ghét vào cái thằng đó. Thôi thì nói chung thì bây giờ nếu như mà anh mà muốn làm á, thì tụi em sẽ hỗ trợ cho anh. Để cho anh, nó thứ nhất là minh oan cho anh. Thì bây giờ anh cũng chịu oan ức ha. Nếu mà ấy thì em sẽ sắp xếp rồi em sẽ nghiên cứu coi sao. Rồi em sẽ giúp anh cái phần đó. Làm nó nhiều tiền lắm à? Cũng nhiều tiền đấy. À đi. Mấy triệu. Nhiều tiền hả? Mấy triệu á. Dạ. Thì nếu mà làm thì tụi em sẽ lo cho anh thôi, chứ còn bây giờ anh có tiền đâu mà anh làm cái đấy. Anh có tiền không? Không, anh thì em mình hỏi câu đó thì nó hơi kỳ, nhưng mà thật sự anh có tiền, nhưng mà tiền đó để anh mua sữa cho cháu uống. Đúng không? Chứ còn anh đi làm anh phải có tiền chứ. Mình nói câu đó nhiều khi người ta anh lại nghĩ là em coi thường anh, không phải. Nghĩ là anh có tiền nhưng mà anh lo việc khác, mua sữa cho cháu rồi thuốc men. Ha. Nhưng hỏi câu đó đang hơi kỳ, em xin lỗi anh ha. Nó có thể đâu. Dạ. Thế thôi bây giờ mình anh dẫn bé vào đi, rồi tụi em muốn trao tiền cho bé mẹ của bé. Dắt nhỏ đó. Ừ. Dạ. Như đây rồi quay chút rồi trò chuyện rồi cũng chia sẻ rồi trao tiền cho mạnh thường quân người ta gửi. Dắt nó vô còn nó có tờ chồng cho chuồng nữa không? À, đang ở chuồng có phải hả? Ừ, đang chuồng thành tối. Sẵn lấy đồ cho nó vô luôn. Lấy đồ mặc đi rồi vô. Chặn chuồng 4 ngày. Anh đi dắt hay chị đi dắt? Chị đi dắt. Bởi vậy. Tối ổng ở nhà là chị đi dắt thì vô đây thì có ổng. À là nó sợ đúng không? À. Khổ vậy à? Anh lấy chai nước trong cái cặp đấy. Có nước rồi à? Dạ, em có chai nước rồi. Đưa anh. Cái này có nước cả đống rồi. Được là hết đấy. Nói chung là bữa giờ anh cũng nghe nhiều ý kiến quá rồi, đúng không? À. Thì tụi em tới đây thì thứ nhất là hỏi thăm gia đình thì cũng giúp một số ít thôi. Còn nêu một ý kiến đó thì anh chị cái này là anh chị về suy nghĩ quyết định. Chứ đâu cũng đâu có sao đâu, ví dụ đi hay không mà cũng tùy anh. Không, không? Nói chung thì cái này ví dụ anh muốn minh quan hẹn đi, còn nếu mà anh mặc kệ thì không phải ví dụ mà anh
mập mờ gì đó thì người ta lên, người ta ý kiến, người ta bình luận thôi. Còn ví dụ mình không làm bây giờ, mình làm một cái một luôn thì cho người ta khỏi ý kiến gì nữa. Nhưng mà từ trước đến giờ hình như là em cũng có theo dõi một số cái nội dung anh chia sẻ, thì anh cũng nói là lúc nào anh cũng sẵn sàng là anh thử hết đúng không? Đúng rồi. Anh đâu có ngần ngại gì hả? Đúng rồi, đâu có ngần ngại. Anh chỉ ngại là cái vấn đề là tiền hiện tại mình chưa có để mình đúng đi rồi. Thôi gì. Cái tiền đó nghe nó mắc thì thôi. Dạ, chứ còn nếu mà anh đi thử anh sẵn sàng đi gì. Ừ. Chứ đâu có gì đâu. Dạ. Thì nếu mà không phải thì mình cứ làm thì mình ngoan cho mình thôi, ừ. Đâu có gì đâu. Nói chung là cuộc sống mà nhiều khi nó đâu có giống như mình nghĩ đâu. Nhiều khi nó thật sự như khi mình là người tốt thật, nhưng mà xã hội nó muôn màu muôn vẻ. 9 người 10 ý. Rồi bữa giờ có ai nói là anh đi thử chưa? Có. Có. Có thằng gì, gì nó quay YouTube nè. Rồi anh nói sao? Nó người ta nói chú vậy đó. Chú chú ý nghĩ chú thì sao? Chú có đi khám ADN không? Vậy anh cũng nói khám thì khám chứ chú đâu có sợ ai đâu mà chú nói chú không khám. Dạ. Yeah. Đúng không? Có khi nào còn hỏi chú mà chú là chú không dám đi à? Dạ. Yeah. Rồi chú nói vậy con yên tâm rồi. Lúc nào cũng sẵn sàng ha. Có lẽ cái con nhỏ ngoài Đồng Nai á, có lẽ con nhỏ đó anh không nói. Dạ. Yeah. Đụng cho nó. Tại vì nó là nó cũng lại đây, nó cũng giúp đỡ. Tuy rằng là nó không giúp đỡ nhiều thiệt. Chút bệnh nào. Dạ. Yeah. Thấy không? Vài 3 triệu bạc à, nhưng mà mình lên mình nói người ta vậy đó. Mọi số. Mình lên mình nói người ta vậy đó cũng có kỳ. Đúng rồi. Thì thôi một đồng cũng là quý mà. Tại vì trên cộng đồng mạng nói anh quá nhiều. Yeah. Anh bức xúc. Anh mới bung nó ra. À. Anh mới nói thẳng luôn. Bung nó ra. Người ta cứ nói là con của anh gì, anh hiếp con gái gì. Ừ. Đó. Anh mới tức. Mình anh mới nói ra luôn. Chứ người ta không giúp mình thôi, chứ mình nói người ta làm gì nữa. Thấy không? Nó nổi mà điện mà anh còn không điện nữa mà. Bây giờ anh có số máy nó mà giờ anh đâu có điện, từ đó từ bữa giờ đâu có điện. Người ta đã buông mình rồi, mình điện người ta làm gì nữa. Đúng rồi. Làm thì thôi, người ta giúp mình thì mình mừng, người ta không giúp thì thôi, mình cũng vui vẻ thôi, chứ mình cũng trách móc gì được đâu, kệ nó. Có một cái là bình luận anh không có đúng á. Dạ. Anh mới tức, anh mới bung, anh mới nói nó ra. Ừ, tại sao mà lúc trước không cho quay là tại vì con nhỏ này chứ chính tôi đâu phải là tôi sợ cái gì mà tôi không cho quay. Yeah. Tại nó đứng ngoài sau lưng tôi, nó nói là nó lo hết trơn thì tôi phải ngưng lại. Nó kêu tôi ngưng lại đi, đừng có cho quay để nó lo cho, thì tôi mới ngưng đó. Như không có nó là từ bữa giờ tao quay mất tiêu hết trơn. Đó, đâu có ngưng làm gì. Là chính... từ cái đó người ta mới không hiểu không biết, như ta đến mới đến nghĩ cái về mình sai lầm. Yeah. Thì cứ nghĩ là con của mình. Yeah. Nghĩ mình ham hại con gái. Đúng rồi. Như chính cái bây giờ vẫn có nhiều khán giả người ta nghĩ như vậy đó. Yeah. Giờ vẫn có nhiều khán giả người ta nghĩ là cha dượng, là gọi là hiếp con gái. Đúng rồi. Ai mà không nghĩ vậy, theo anh cũng nghĩ vậy. Nếu vậy thì thôi anh cứ làm cho sáng tỏ luôn. Chứ em phải là, em chỉ giúp là, anh nhé. Chứ phải là bản thân anh bình bản thân anh. Dạ. Yeah. Cái nào anh đúng là ra anh đúng, cái nào anh sai là ra anh sai, anh không bình. Dạ. Yeah. Thì thôi, nếu mà anh mà nói như vậy rồi thì hôm nay tụi em tới đây thì trước hết là cũng giúp đỡ cho bé tiền sữa, rồi cái thứ hai em cũng sẽ giúp đỡ anh là lấy mẫu xét nghiệm để đi xét nghiệm ADN của anh và đứa cháu luôn. Ừ. Coi như là để xem cái kết quả cuối cùng nó như thế nào. Ừ. Coi có đúng như những gì cộng đồng mạng nói hay không. Đúng rồi. Nhưng đâu có gì đâu ha. Vậy đâu có gì đâu. Dạ. Yeah. Đó anh nói từ đầu mà, chứ đâu phải. Nếu mà anh sợ anh ngăn lại, anh đâu. Yeah. Có cho quay làm gì. Đúng rồi. Thì nói chung thì cái gì cái thôi.
nhiều khi mình nói 10 câu, 100 câu người ta cũng chẳng tin mình đâu. Đúng rồi. Người ta tin vào cái khoa học. Đúng rồi. Kiểu cái ra kết quả là người ta tin à. Tại vì mình cho dựng là mình bây giờ mình có nói chăng đúng chăng nữa người ta cũng phớt lờ. Đúng rồi. Mới tại vì người ta nói là cái thời gian gần đây anh có hay tắm cho bé không? Bé Hường không? Có, nhiều khi mẹ nó bệnh á. Rồi không tắm nó thuốc bắc thì sao chịu nói. Anh mới đi tắm cho cho con. Bình thường. Đó, bởi vậy nhiều khi người ta cũng có quyền của người ta nghi ngờ khán giả mà kệ người ta thôi. Người ta có quyền ý kiến. Chứ hỏi đi hỏi đi có hai vợ chồng mà. Rồi bả nằm đóng đó rồi. Chứ lẽ bây giờ bỏ bê đó. Là ỉa đái tùm lum tùm la, chay chát người tùm lum la, thú gum hết. Rồi có lẽ bỏ nó. Như anh là anh có được mấy người con ruột? Có đứa à. Con này chắc cũng lớn rồi hả? Có đứa con trai à. Đứa con trai bằng tụi nó luôn á. À, cũng sinh năm 90 luôn. Ờ, thằng trai sinh năm 90 luôn. Nhờ con này chắc cũng lấy vợ hả? Không biết nữa. Không liên lạc hả? Từ đó giờ không có về thăm. Dạ, mất liên lạc. Ở với bà này coi như mình ở đâu mình lo đó chứ chạy tới chạy lui làm gì. Mấy con xảy ra mâu thuẫn hả? Với mình với mẹ nó là cũng đã chia tay rồi. Anh năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? 49 gần lắm rồi. Ờ, vẫn trẻ mà. Nhưng mà hai cha con không gặp mặt luôn, đó giờ là... Không, lúc trước có gặp. Yeah. Lúc trước có về cho tiền bạc nữa này kia rồi. Là... Thì sau là gặp bà này tới giờ là không có về thăm nữa. Bật tâm luôn. Lý do là sao anh về, chị không cho anh về hay là tại vì cuộc sống... Bà không phải, bà không cho về. Dạ. Yeah. Nhưng mà giống như người ta đã có... Cô... Đó. Đó, người ta có chồng có con rồi thôi để cho ta yên ổn đi. Ờ, bé nhìn cái mặt nhỏ à. Có chồng có con để cho ta yên ổn đi. Tắm mà nó sạch sẽ thơm tho rồi ha. À, mới tắm nãy ngoài đó. Suối nước đùng đùng đó. Nó có khi nào mà bé này nó ôm anh không? Không. Con thấy anh nó sợ không chết. Nó sợ. Giỡn ngồi đi. Rồi giỡn rồi. Không, nhìn bữa nay có vẻ có da có thịt hơn. Bữa nay chắc anh chị chắc cũng cho ăn uống đầy đủ hay sao? Trời ơi, nó ăn lần đó. Ăn lần ít cá tô, cá tô. Dạ. Uống này đi, không có mở cái đó ra nữa. Cá tô hả? Ừ. Nó, bé không nói chuyện được. Nó chỉ có ăn vậy thôi. Nói vậy không vậy, nói vậy mình hiểu không? Chị hiểu không? Có nói gì đâu mà hiểu. Thôi. Chụp quá. Đôi khi có mấy người ta sống quen ra giấu mình cũng hiểu được. Người ta biết da giấu, còn này nó đâu biết da giấu. Nó đâu biết da giấu đâu hiểu. Dạ. Nó chỉ cái tay nó quắc 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 chơi chơi như vậy đâu có biết gì đâu. Wow. Còn ta thí dụ cái gì đó người ta dày hay là người ta làm dày hay người ta làm cái gì đó là. Vào đây ngồi, anh chị kêu vào đây ngồi. Cầm cái đó đi về. Nè gác. Vô đây ngồi nè. Ngồi thăm con. Vô đây ngồi nè. À, biết nghe đó. Nghe mà. Nó nghe xong là nó quên. Chứ nó không có trí nhớ. Hả? Có cái biết, có cái không. Chứ không phải cái nào cũng biết. Nhưng mà có một điều đặc biệt là gặp ai cũng cười hết. Nó không biết lạ quen, không biết cái gì. Gặp ai cũng cười hết. Gặp lạ lạ giống như có người nói chuyện nghe nó đó. Dạ, làm bạn anh, ngồi đây luôn. Nó mừng không? Anh ngồi đây luôn. Có người nói chuyện làm bạn nó mừng lắm. Ngồi đó đi. Như vậy đi. Bé này bị còn mà bị tâm thần mà không biết nói chuyện luôn. Còn bé khi còn biết nói chuyện. Nhiều lắm biết nói chuyện bình thường. Bà này đụng nhỏ này nó có bầu hết tiền luôn. Nó có bầu rồi đâu dám bung ra làm nữa. Ừ, cái kia mà bây giờ nó có bầu nó chừng cái ngưng lại. Bên lách này bây giờ mưa là tạt ướt hết. Đúng rồi. Giờ cái này anh tính xử lý thì sao? Giờ cũng như anh có tiền anh mua cây về đó. Mua cây về bắt đầu anh thay lại cái mấy cái cây đứng. Yeah. Với mấy cây ngang lại bắt đầu là đóng, mình mua tôn về đóng tôn lên. Chắc lấp lá quá. Đúng rồi. Lấp tôn nóng quá. Lấp lá cho nó mát. Đúng rồi, lấp lá.
trên cái mái nhà nó hắt xuống chịu không nổi. Nói cái tôi chảnh bây giờ đó, nó anh thấy không, nó rủng tùm lum tùm la đó. Bữa anh dán hết mớ rồi đó. Mà ở dưới đây mình nhìn thấy mà leo lên chảnh mình nhìn không thấy. Đúng rồi. Ngộ vậy đó. Dưới đây nó ánh nắng mà. Ừ. Nơi nắng thì sao trên đó mình đâu thấy được. Ừ, ở chảnh mình bò từ 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 mình coi mà sao nhìn thấy sao bây giờ còn sót nữa. Từ hồi mà con bé chưa có bầu thì chị còn phụ anh ha. Bây giờ đúng đẻ rồi, ra trước. Rồi đó thì giờ con mình một mình lúc anh trước đi đỡ làm. Đỡ có cái là bả đi có phụ này có phụ kia. Dạ. Cũng đỡ. Bây giờ là tự mua rồi tự vô bao rồi tự vô mai rồi tự lên xe mình. Có khi nhầm chỗ mình đổ hàng á, nhiều khi chưa có người. Dạ. Có người cái mình kêu ví dụ anh phụ mình em đỡ dùm em cái bao lên xe dùm người ta phụ. Nhưng mà bù lại cái thì bây giờ được có niềm vui, anh chợt mở được cái niềm vui. Nhờ đồng cái ông bé này về cái là con cười là con dẫn cho ngoại. Mình đi mệt mỏi về nhà mình nhìn nó cười nó giỡn rồi khi có cái vui trong. Dạ. Có cái vui. Đi là về con biết. Đi cứ hai cậu ơi. Cho con mừng không ạ? Ở nhà có biết nói chuyện ai đâu. Người này cái chổng mở vô tiếng, còn người kia cầm máy mở coi vậy đó. Dù sao cũng là cháu ngoại mà ha, cháu ngoại là chắc rồi. Nhưng mà có nhiều người, em thấy trên cộng đồng mạng có nhiều người người ta ý kiến thì anh đúng có rồi. Thấy buồn không? Buồn chứ không buồn. Ý kiến nhưng mà tại vì ý kiến đó, tại vì anh không nói, tại vì anh không nói lên, người ta mới nghi ngờ. Tại lúc trước là biết sao cái mẹ của con bé này nè là nó có bầu, là anh có điện YouTuber xuống quay. Yeah. Yeah. Mà tự nhiên quay mới có một tập và anh kêu ngưng lại đi. Yeah. Không cho quay nữa là biết là cái lý do đó là bởi vậy người ta trên mạng người ta nói không là sao có cái gì mà sao thì cho quay có tập mà có nghĩa là người ta nghĩ là có vấn đề. Thì anh đâu có nói gì đâu, người ta phải nghi rồi không, tự nhiên đang quay thì kêu ngưng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón theo dõi video ngày hôm nay. Trước khi kết thúc video thì Huy Hùng cũng xin nhắn gửi đến toàn thể quý vị và các bạn, nếu ai gặp khó khăn trong cuộc sống, nếu ai gặp chuyện bất bình trong xã hội cần giúp đỡ thì hãy liên hệ với anh em mình qua số điện thoại trên màn hình. Anh em mình sẽ giúp đỡ một cách nhiệt tình và miễn phí. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh và bấm vào chuông để đón xem cái kết quả cuối cùng của câu chuyện này sẽ được chia sẻ ở những video lần sau. Xin cảm ơn quý vị và các bạn và xin kính chào, hẹn gặp lại.